Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào sáng tạo khởi nghiệp của tuổi trẻ cả nước do chính phủ phát động năm 2016, thời gian qua nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên khu vực miền núi của Quảng Ninh không ngừng đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tạo ra những ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả. Các câu lạc bộ khởi nghiệp do tổ chức đoàn thanh niên ở nhiều cơ sở phát động đã nhanh chóng góp phần tạo ra cộng đồng khởi nghiệp trẻ vững mạnh, có điều kiện tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Từ những nguồn vốn tín dụng do đoàn thanh niên đứng ra bảo lãnh mà nhiều thanh niên vùng cao đã mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình. Đưa ngón dưới bịt thì tí này đu được đấy. Chuyển giao toàn bộ công nghệ. Cẩn thận không ướt hết. Hướng dẫn quy trình, lắp đặt hệ thống dẫn nước. Đó là cách mà anh Dương Quốc Trung đã giúp anh Nguyễn Văn Thiện, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành triển khai ứng dụng công nghệ phun mưa cục bộ dưới tán của Israel. Phương pháp tưới này không chỉ tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng mà còn có thể cung cấp đủ nước cho cây trồng, đặc biệt phù hợp với các loại cây ăn quả như bưởi, cam hay các loại cây dây leo. Quy mô trang trại tổng hợp của anh Thiện có diện tích trên 2 hectare, bao gồm hơn 1.000 cây cam đường canh, hơn 300 cây bưởi diễn, bưởi da xanh, hơn 500 cây ổi và xen canh cây nông nghiệp ngắn ngày. Giá trị đầu tư trang trại của người đoàn viên trẻ Nguyễn Văn Thiện là trên 800 triệu đồng. Có được khu vườn công nghệ cao quy mô này không chỉ nhờ công sức, sự phấn đấu nỗ lực của bản thân anh Thiện, mà ở đó còn hiện hữu sự tâm huyết của anh Trung và những thành viên khác trong câu lạc bộ khởi nghiệp của huyện Đoàn Hải Hà. Năm 2018, anh Dương Quốc Trung, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành được huyện Đoàn Hải Hà mời tham gia tư vấn, giúp đỡ cho câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện. Với kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực trồng trọt, anh Trung đã hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn triển khai mô hình phát triển kinh tế cho nhiều thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn. Đối với những thanh niên trẻ như tôi thì chưa có kinh nghiệm trong làm ăn kinh tế. Về kỹ thuật, về cây giống vốn thì chúng tôi cũng đều thiếu. Nên khi huyện đoàn Hải Hà mời những chuyên gia về lĩnh vực nông nghiệp này, phát triển kinh tế, thì chúng tôi cảm thấy là thứ nhất là cảm thấy rất là vui. Bởi vì được học hỏi những anh chị đi trước, những người đã có những kinh nghiệm, đã làm ăn thành công, sẽ giúp chúng tôi đỡ được đường tắt rất là nhiều. Khi đầu tư vào nông nghiệp này thì cái rủi ro nó rất là cao. Nếu mà được những anh chị đi trước giúp đỡ thì sẽ đỡ được cái phần rủi ro đấy. Và anh chị còn giúp được cả những cái đầu ra của sản phẩm nữa. Ngoài việc hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, anh Trung còn có những chia sẻ đúc rút từ thực tế rất tâm huyết để truyền cảm hứng đối với các bạn trẻ khi tham gia khởi nghiệp. Một số kinh nghiệm quản lý rủi ro và rèn luyện tính kiên trì trên con đường khởi nghiệp. Cái chương trình của đoàn để giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp là một chương trình tốt, chương trình hay. Nhưng có một cái vấn đề mà mình cũng lưu ý các bạn trẻ lúc mà tham gia cái chương trình khởi nghiệp. Tốt nhất là mình học hỏi và phải tham quan nhiều, học để biết, học để mình rút ra cái kinh nghiệm. Và từ cái quá trình học hỏi thì các cái vấp váp mà những con người ta đã đi trước, người ta sẽ chỉ cho mình để mình tránh những cái vấp, để mình đi những bước đi vững chắc. Câu lạc bộ khởi nghiệp Hải Hà được thành lập vào năm 2018, ban đầu có 25 thành viên tham gia. Trải qua hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng. Hiện nay có trên 50 thành viên và 43 mô hình phát triển kinh tế. Năm 2019, huyện Đoàn Hải Hà đã tổ chức 3 chuyến tham quan học tập phát triển kinh tế trong và ngoài huyện, tạo điều kiện cho thanh niên có thêm nhiều lựa chọn hướng đi cho việc khởi nghiệp. Sau khi tham gia câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Hải Hà, anh Chiếu A Ừng, thôn Quảng Mới, xã Quảng Sơn đã quyết định thành lập xưởng nhôm kính tổng hợp. Hiện xưởng nhôm kính của anh Ừng có quy mô lớn nhất xã, phục vụ nhu cầu cho đông đảo người dân trên địa bàn. Theo anh Ừng thì muốn khởi nghiệp, một trong những điều quan trọng nhất là phải chịu khó tìm hiểu và học tập kinh nghiệm từ những mô hình thành công. Và việc huyện Đoàn Hải Hà tổ chức các buổi tham quan thực tế thời gian qua đã giúp nhiều bạn trẻ, trong đó có anh Ừng, mường tượng được những thuận lợi khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của bản thân.
Đến nay thì mô hình mình làm đến bây giờ thì phát triển lương thợ thì tầm 2-3 thợ, tầm 3 thợ. Lương thì nó rơi vào tầm 6 triệu một thợ. Trong thời gian tới mình mua mở rộng ra, mua thêm một máy cắt nhôm, máy ép để làm những công trình mà có nhu cầu, ai làm có nhu cầu làm cái công trình to to mình còn làm được. Việc thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp đã giúp nhiều thanh niên hiện thực hóa ước mơ có việc làm, thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời giải quyết cho trên 100 lao động thường xuyên trên địa bàn huyện với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Dịch COVID-19 trong thời gian qua đã tác động trực tiếp tới các mô hình sản xuất kinh doanh của những thành viên trong câu lạc bộ. Trước tình hình đó, huyện Đoàn Hải Hà đã có những biện pháp tích cực để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của dịch bệnh đến các thành viên trong câu lạc bộ với những biện pháp quyết liệt và đồng bộ như tiếp tục mời, kêu gọi các doanh nhân thành đạt, những hộ phát triển kinh tế giỏi tham gia tư vấn, giúp đỡ trực tiếp các mô hình, tăng cường tính liên kết giữa các thành viên, kiện toàn bổ sung các thành viên trong câu lạc bộ theo hướng đa dạng hóa thành phần lĩnh vực kinh tế. Trước những ảnh hưởng của cái dịch bệnh COVID-19 gây rất là khó khăn trong các phong trào của thanh niên, thì chúng tôi cũng đã tập trung vào các giải pháp. Thứ nhất đó là các giải pháp liên quan đến vấn đề mà kiện toàn lại cái câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên của cấp huyện, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa các thành viên của câu lạc bộ cấp huyện và các hoạt động giao lưu giữa câu lạc bộ cấp huyện và những đơn vị khác. Cái thứ hai, chúng tôi cho thanh niên tiếp cận cái nguồn vốn và những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật của các mô hình thanh niên ở trong và trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ có Hải Hà, tuổi trẻ nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực xây dựng các mô hình khởi nghiệp phù hợp với thực tế. Tại huyện Tiên Yên, hiện nay tổ chức đoàn đang duy trì 115 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu. Trong 5 năm qua, tổng dư nợ vốn vay qua ngân hàng chính sách xã hội do tổ chức đoàn quản lý tăng gấp đôi, từ 18 tỷ đồng năm 2015 lên 40 tỷ đồng tính đến tháng 5 2020. Các nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế sản xuất. Tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, đoàn thanh niên xã đã cho vay vốn 13 mô hình, trong đó có 9 mô hình chăn nuôi gà, 1 mô hình chăn nuôi chim bồ câu, 3 mô hình trồng rừng. Không chỉ dựa vào những vật nuôi cây trồng truyền thống của địa phương, có những thanh niên đã tìm hướng đi riêng cho mình bằng cách chọn những vật nuôi cây trồng mà thị trường đang thiếu. Điển hình như mô hình chăn nuôi chim bồ câu theo hình thức công nghiệp của anh Vi Văn Hùng, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường các huyện miền đông của tỉnh Quảng Ninh, năm 2018, anh Vi Văn Hùng đã học cách nuôi chim bồ câu Pháp tại một số trang trại ở tỉnh Bắc Giang. Lúc đầu anh cũng gặp khó khăn do chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, vấn đề tài chính luôn là nỗi lo lắng hàng đầu của những người đang bắt đầu khởi nghiệp. Bằng sự cố gắng tìm tòi học hỏi, năm 2019, anh Hùng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách qua kênh Đoàn Thanh niên xã quản lý để mở rộng nhà xưởng và mua thêm con giống. Và những nỗ lực của anh đã đem lại kết quả tốt đẹp khi chim bồ câu thương phẩm được thị trường đón nhận rất tích cực, sản phẩm làm ra đến đâu hết đến đó. Từ chỗ chỉ nuôi 200 cặp chim bồ câu bố mẹ, đến nay đàn chim đã có 800 cặp chim bố mẹ, mỗi năm xuất chuồng 8 lứa, mỗi lứa 250 con. Và đây cũng là mô hình nuôi chim với quy mô lớn đầu tiên của xã. Tôi thấy là cái chương trình cho vay vốn của đoàn thanh niên rất là tốt và phù hợp với cả những cái thanh niên đang còn trẻ tuổi mà có một hướng đi. Cái nguồn vốn sẽ tạo cho đoàn viên thanh niên có thêm động lực để phát triển, để hoàn thành ước mơ của mình. Như bản thân tôi là giúp cho tôi xây dựng được chuồng trại, mở rộng được quy mô chăn nuôi và cũng đã mua sắm được rất nhiều trang thiết bị để phục vụ cho chăn nuôi.
nhằm tạo ra mối liên kết giữa đoàn viên thanh niên có ý chí vươn lên làm giàu. Thời gian qua, tổ chức đoàn thanh niên 12 xã thị trấn của huyện Tiên Yên đã đồng loạt thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp, thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Câu lạc bộ khởi nghiệp xã Đông Hải hiện nay có 15 thành viên, bao gồm các thanh niên trẻ từ 16 đến 35 tuổi, đang phát triển các mô hình đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Đã trải qua nhiều công việc khác nhau tại thành phố Móng Cái, với thu nhập bấp bênh, không ổn định và phải sống xa gia đình. Năm 2018, anh Lê Văn Quỳnh, thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, quyết định về lập nghiệp tại địa phương với mô hình trồng bí xanh. Anh Quỳnh đã tham gia câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp của xã. Bằng sự kiên trì, chịu khó của bản thân cùng với sự giúp đỡ lẫn nhau của các thành viên trong câu lạc bộ, mô hình trồng bí của anh đã mang lại hiệu quả cao. Đến nay, anh đã mở rộng diện tích trên 4.000 m2, một năm hai vụ, mỗi vụ thu hoạch được 10 tấn. Thu nhập từ mô hình của anh là trên 100 triệu đồng một năm. Trước tôi cũng làm 2-3 mô hình rồi nhưng mà chưa thành công. Lúc có câu lạc bộ khởi nghiệp Đông Hải Tiên Yên xuống tư vấn về kỹ thuật bên trồng bí, thì vụ trước tôi đã trồng 2.000 mét, rất thành công. Vụ này tôi trồng 5.000 mét và sau này nữa tôi sẽ nhân rộng lên là 10.000 mét. Và tôi bây giờ tôi đã thấy cái bí này rất đạt hiệu quả kinh tế và chính tôi làm đã thành công rồi. Qua câu lạc bộ tôi cũng muốn đi giúp những thanh niên khởi nghiệp để phát triển kinh tế. Để nâng cao chất lượng hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh của từng cá nhân trong hoạt động chung. Các cơ sở sản xuất của hội viên câu lạc bộ khởi nghiệp xã Đông Hải đã tạo việc làm thường xuyên cho 35-40 lao động với thu nhập từ 4,5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Hướng đi trong thời gian tới của câu lạc bộ thì sẽ là tập trung vào các nhóm hàng sản phẩm có chuỗi liên kết cao, trong đó là sẽ thành lập các tổ hợp tác như là để phát triển kinh tế đồng hành cùng nhau. Và trong thời gian sắp tới thì sẽ cùng nhau liên kết chặt chẽ hơn nữa và phát triển nhiều mô hình, trong đó là đa dạng về các mô hình kinh tế ở nông thôn, tập trung vào thế mạnh của nông thôn đó là nông nghiệp, công nghệ cao. Câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên xã Đông Hải được thành lập đã đi vào hoạt động, đã hỗ trợ định hướng cho thanh niên trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cũng đã rất là nhiều cái mô hình kinh tế thanh niên được hình thành phát triển có hiệu quả, như các mô hình nuôi gà Tiên Yên, mô hình nuôi ngan sao, rồi phát triển cây dược liệu và các mô hình như mây che đan. Đấy là những cái mô hình mà bước đầu đã đem lại hiệu quả và cũng tạo được cái niềm tin đối với thanh niên trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Thế thì về phía chính quyền địa phương, trong thời gian qua thì cũng đã có những giải pháp, đó là định hướng cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay và đăng ký tham gia các mô hình kinh tế, các dự án, trong đó thì có cả các cơ chế hỗ trợ của nhà nước để phát triển các mô hình này. Có thể khẳng định, từ sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể và chính quyền, nhiều tấm gương trẻ tuổi của Quảng Ninh đã xây dựng được những mô hình làm kinh tế hay, hiệu quả, có phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Với sức trẻ, nhiệt huyết và khát vọng căng tràn, họ đã chứng minh một thực tế, đó là muốn nâng cao thu nhập, làm giàu tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phải là điều quá khó khăn. Vấn đề là phải lựa chọn được hướng đi, cách làm phù hợp. Và việc xây dựng các mô hình câu lạc bộ, hội nhóm cùng giúp nhau phát triển kinh tế là hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng trong thời gian tới.